Thời gian qua, Bệnh viện Da liễu TP.HCM tiếp nhận nhiều trường hợp đỏ da toàn thân vẩy nến do sử dụng các sản phẩm thuốc bôi và thuốc uống mua trên mạng xã hội, dẫn tới vẩy nến bùng phát, gây đỏ da toàn thân nguy hiểm. Tôi bị vẩy nến này 18 năm, hiện đang điều trị ở Bệnh viện Da liễu. Thì trong thời gian cái năm 2021 là bị dịch bệnh là không có điều trị được. Rồi có coi trên mạng thấy thuốc của thầy Hải Ngứa, thì có đặt mua về điều trị. Thì ban đầu thì nó cũng đỡ da, nhưng mà sau điều trị 1 năm rưỡi á, thì cái da nó bị đỏ bùng phát, ngưng thuốc khoảng 20 ngày. Da đỏ bùng phát hết, mặt phù ra, rồi bụng bự lên, rồi mắt không thấy đường. Thì tôi mới ngưng thuốc. Rồi trong thời gian đó hết dịch, có đi đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM để khám lại và điều trị. Nếu tình trạng đỏ da toàn thân vẩy nến kéo dài sẽ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi hoặc suy tim, từ đó có thể dẫn đến tử vong. Đặc biệt, một số trường hợp bệnh nhân vẩy nến sẽ xuất hiện viêm khớp vẩy nến trong quá trình bệnh, có nguy cơ biến chứng tàn phế rất cao. Bất cứ một bệnh nhân vẩy nến nào cũng có thể diễn tiến tới một giai đoạn là nó có triệu chứng ở khớp. Tức là nó là một cái biểu hiện của bệnh vẩy nến, thì bệnh vẩy nến có thể ở da, thì cái này thì nó cũng có thể biểu hiện ở khớp. Thì ở khớp thường thì nó cũng đi cùng với những cái biểu hiện ở da trước đó. Thường thì người ta ước tính là cứ khoảng 4-5 người mà bệnh nhân có vẩy nến ở da đó, thì sẽ có một người sẽ diễn tiến tới cái tổn thương ở khớp, cái biểu hiện viêm vẩy nến ở khớp. Thì chủ yếu là mình phải phát hiện sớm những cái biểu hiện khớp đó để mình có những cái điều trị thích hợp, những cái luyện tập thích hợp, những cái sinh hoạt thích hợp để nó hạn chế tối đa cái mức diễn tiến mà nó dẫn tới những cái biến dạng khớp hay là những cái hư hại khớp, nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái sinh hoạt của người bệnh. Vẩy nến là bệnh lý mãn tính, bệnh ảnh hưởng rất nặng nề đến chất lượng cuộc sống của người bệnh và gia đình. Bệnh lý này hoàn toàn không lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp, do vậy không nên kỳ thị hay xa lánh bệnh nhân vẩy nến.